Hôm nay, các bạn theo chân Gym Võ Thuật sẽ cùng tìm hiểu 14 bí mật của cơ bắp để hiểu rõ về cấu tạo, hoạt động của nó như thế nào khi chúng ta hoạt động tập luyện nhé. Làm sao cơ bắp phát triển, làm cách nào để giúp cơ bắp cắt nét, làm sao để tăng cơ giảm mỡ hiệu quả. Đây chắc chắn là điều mà nhiều người thường hướng đến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Hãy cùng tôi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. 1. Cơ bắp có 3 loại, cơ trơn, cơ tim, cơ xương. Cơ trơn, cơ tạng là cơ trong nội tạng, ruột, nhiều vùng cơ thể khác, có khả năng tự hoạt động mà không cần não bộ chỉ thị. Cơ tim là nằm trong tim. Cơ xương là những phần cơ gắn vào xương giúp bạn di chuyển và thực hiện các hoạt động. 2. Cơ thể có hơn 600 cơ khác nhau. Chúng bao gồm cơ ở cánh tay, chân cũng như các phần cơ nằm ẩn sâu bên trong cơ thể như cơ tim và những phần cơ tiêu hóa thức ăn. 3. Cơ bắp được tạo nên từ các tế bào cơ, màng cơ. Tính năng của nó là đàn hồi, điều này có nghĩa là cơ thể rút ngắn hay kéo dài ra, gần như tất cả chuyển động cơ thể đều do cơ mà ra. 4. Cơ mông là nhóm cơ lớn nhất. Nó chính xác, phần cơ gluteus, đây là phần cơ kéo dài của hông, dù bạn biết rằng nó là phần cơ lớn của mông. Đây là phần cơ lớn nhất trên cơ thể con người, giúp hỗ trợ cơ thể và duy trì tư thế. Nó là nhóm cơ chính giúp bạn bước lên cầu thang. 5. Cơ trong lỗ tai là các sợi cơ nhỏ nhất. Bao gồm cơ tesoi kết hợp với màng nhĩ và liên kết với tai trong, các đoạn xương nhỏ nhất cũng nằm trong tai. 6. Cơ khỏe nhất không phải là cơ lớn nhất. Đây là nhóm cơ nằm trong quai hàm gọi là master. Nó có thể giúp răng khép lại với một lực tương đương 200 pound, 90kg trên răng hàm. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao những cú gặm của sư tử, hổ, cá sấu hay cá mập lại là siêu mạnh đúng không nào? 7. Gân giúp cơ gắn chặt vào xương. Mọi người thường nhầm lẫn giữa gân và dây chằng. Gân giúp gắn kết cơ vào xương, gắn cơ vào các bộ phận của cơ thể như nhãn cầu, mắt của bạn. Dây chằng liên kết các xương lại với nhau bên trong khớp xương. 8. Cơ chiếm khoảng 40% tổng trọng lượng cơ thể. Điều này hoàn toàn đúng với tất cả động vật có xương. 9. Cơ hoạt động mạnh nhất là cơ tim. Trung bình một ngày, cơ tim bơm khoảng 2.500 gallon máu, khoảng 9.463 lít đi khắp cơ thể. 10. Cơ hoạt động nhiều nhất là cơ kiểm soát mắt. Các sợi cơ này liên tục điều chỉnh khi bạn xem TV, đọc báo, trung bình cứ một tiếng đọc sách có thể điều chỉnh tới 10.000 lần. 11. Hầu như nhiệt độ cơ thể tạo ra là do cơ bắp. 85% nhiệt độ bên trong cơ thể đều là do các hoạt động cơ bắp gây ra. Khi lạnh, cơ bắp tự co lại, khi bạn run rẩy, cơ bắp bắt đầu hoạt động để làm nóng. 12. Não trái điều khiển cơ bắp phải, não phải điều khiển cơ bắp trái. Não truyền tín hiệu qua tủy sống và đi qua hệ thần kinh ngoại vi trong cơ. Các thông điệp truyền tải từ não sẽ bắt đầu phức tạp hơn khi có nhiều sợi cơ bắt đầu tham gia hoạt động, ví dụ như nhảy lên ném bóng vào rổ. 13. Cơ thường hoạt động theo cặp. Khi có một sợi cơ co rút, sợi cơ tương ứng sẽ kéo dài ra. 14. Cơ bắp không thể đẩy, chúng chỉ có thể kéo mà thôi. Ví dụ khi đẩy cửa ra, thật ra là cơ bắp đang kéo cùi chỏ vào vai để mở cửa ra. Dù bạn đang thực hiện hoạt động gì, bạn vẫn phải có cơ bắp. Nhưng để giúp chúng khỏe mạnh, bạn cần phải tập thể dục. Thậm chí ngay cả với tim, bạn cũng cần phải có một bài tập để giúp tim mạch khỏe mạnh. Đó là lý do vì sao tại các bài tập aerobic hay cardio rất quan trọng cho tim mạch. Các bó cơ ở cánh tay, chân và những vùng cơ khác cũng cần được vận động. Khi già, bạn sẽ bắt đầu mất dần cơ đi. Nhưng nếu chăm chỉ tập luyện các bài tập thể lực và sức đề kháng, bạn sẽ chậm đi trong quá trình này và có cơ bắp khỏe mạnh. Vừa rồi là những chia sẻ của mình, và bạn đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym thì hãy kích vào đường link dưới mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness.